đây là các chiến thần của chúng ta đây. Thông Dê, Hoàng Anh. VOC, ok. Quay tròn nha anh ơi, cả bên kia nữa. Quá phấn khởi, từ phụ lên được tử chính. Yeah. Hy vọng sang năm này sẽ lên chính luôn. Lên chính với thầy Giang nhé. Yeah. Công tác trọng tài của giải làm rất là nghiêm túc, rất là bài bản. Đây là công tác xét xe. Đây là cái công tác xét xe của hạng chuyên nghiệp. Dũng Anh đang đi thử đường, thăm đường. Được. Chuẩn bị kiểm tra lại lần cuối trước khi xuất phát vào cuộc thi đấu ngày hôm nay. là đội Phê Phượt vừa xong, tôi và Giang xong bài 222 đây rồi. Bây giờ đến lượt anh em tôi là vào ngoài nâng cấp. Nhưng mà nâng cấp hôm nay E3 dã man như hạng chuyên nghiệp luôn. Thế nhưng mà để xem Phê Phượt vào đâu nhá. Đây là Tâm trước khi chạy con Phê Phượt vào. Đây Văn nữa đây. Đấy, hai anh em trước khi vào hạng bán tải nâng cấp. Mà nâng cấp thì như chuyên nghiệp luôn. Đội Phê Phượt bắt đầu vào ghi. Cứ bình tĩnh thoải mái. Lùi lại thì nó lại lùi lại. Không lùi được. Cố lên Văn, cố lên. Sắp ra rồi. Ra rồi, ra rồi. Chuẩn bị lấy cáp nối sau xe à? Xin chào các anh em cộng đồng Phê Phượt và Motorhome với cả các anh em mê off-road nhé. Chiếc Phê Phượt ở hạng bán tải nâng cấp sau khi chiến đấu oanh liệt cùng với cả hạng chuyên nghiệp. Các bài thi năm nay của HTV ấy, thì một điều đặc biệt là các xe bán tải nâng cấp nhưng mà lại toàn vào đường của chuyên nghiệp để chạy, thì đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình. Nôm na là nếu như mà không sập máy thì đứng thứ 3, và bây giờ lại được bắt đầu kéo về Hà Nội để chuẩn bị tham gia giải VOC. Rất mong các anh em Phê Phượt ủng hộ liên tục thành những hội nghị bàn tròn của đội Phê Phượt để tham gia các giải đua nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem chiếc hạng chuyên nghiệp nữa. 1, 2, 3. Ủa? Dũng ơi, hay quá, quay đầu quá đẹp luôn. Rồi, ông rơi vào. Hay quá, rồi. Ok em ơi, tuyệt vời. Quá đẹp Dũng ơi. Anh em của tôi Dũng Bàn Là và Tuấn đã có một bài. Dũng Bàn Là quay mặt ra đây. Dũng, Dũng ơi. Bọn tôi đã có một bài chạy vô cùng ngọt, đẹp đẽ, xinh tươi vô cùng. Rất sung sướng về tay lái luôn. Và chã của này đó là cụ chã rồi. Đẹp quá, bài này đi vào lịch sử nhá. Ok. Xong rồi. Thì vênh mất hai phần em không đóng khóa. Mấy bằng cắm quá không? Đây là chiếc xe của hãng chuyên nghiệp tham gia trong giải HTV Challenge Cup 2022, cắm cờ rất hoành tráng. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ của cuộc thi năm nay thì xe cũng đã được vận chuyển ra ngoài Bắc để chuẩn bị tham gia giải VOC. Con lên xe đi, con lên xe đi. Thắt xe an toàn thôi đi con nhá. Ok. Ok, rất bài rồi. Ôi, anh em ơi, hay quá. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời anh em. Ok. Chúng tôi còn đúng 1 giây nữa là bị DNF. May quá, 2959. May quá. May còn một đúng được 5 giây. Tích tắc 1 giây. 1 giây. 2959. Ôi, đẹp quá. Thôi được rồi, thành công rồi. Con đứng vào đây đi. Lối xa ấy. Máy vào kéo thôi, máy vào kéo xe kia ra thôi. Các đồng chí trọng tài cho máy vào kéo ra đi. Tuyệt vời.